Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một đề tài, đó chính là lời dặn dò của Đức Thầy về ông Năm Chèo. Thì chúng ta là những đệ tử của Đức Phật, Đức Thầy, thì chân lý mà Phật Thầy đã thiết ra tuyệt đối tin tưởng. Chúng ta đừng có sự nghi hoặc, hoặc là nghe người khác nói rồi chúng ta phớt lờ đi cái niềm tin của mình, phớt lờ đi cái đạo của mình. Như vậy thì thật sự là chúng ta, cái duyên của ta nó không có được bền vững. Thầy đã nói rằng ngày sau ông Năm Chèo sẽ trở lại, thì chắc chắn là mình tin tưởng một điều là sẽ có chứ không phải không. Mình là tín đồ của Đức Thầy thì chúng ta phải có. Nhưng mà cái thời cơ, thời gian nào ông Năm Chèo mới xuất hiện, đó là nằm trong cái thiên cơ. Thì thiên cơ thì ở đây chúng ta không nên bàn tới. Nếu chúng ta bàn trúng thì chúng ta có tội, mà chúng ta nói sai, nói bậy thì như lời Đức Thầy nói chúng ta sẽ có lỗi. Nhưng mà cái niềm tin, cái tín tâm thì chúng ta phải giữ vững, để sau này chúng ta nhìn thấy cái cảnh đó chúng ta không quá ngạc nhiên. Khi mà cái cảnh mà ông Năm Chèo nuốt người hung thú ấy ăn thịt, còn người sao? Người hiền lương thì thú ấy cúi đầu. Đó. Kẻ không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Thì những lời của Đức Thầy đã dặn dò chúng ta tuyệt nhiên không nên sao lãng. Nhưng chúng ta cũng không nên là nghe những người khác nói nhiều về sự nghi hoặc. Có người nói là đạo mình như thế nào, đạo mình thế kia, không cần quan tâm. Hãy chuyên tín hạnh nguyện, hãy chuyên mình thực hành, sau này mình sẽ thấy cảnh đó. Sau này người nói như mình sẽ thấy cảnh đó. Thì bây giờ chúng ta không cần phải giải thích gì nhiều. Thì ông Năm Chèo có ý nghĩa, hai ý nghĩa, như lúc đoạn clip trước mình đã chia sẻ với các bạn. Năm Chèo có nghĩa là sao? Năm Chèo là năm chân. Ông cá sấu thường thường thì có bốn chân thôi, nhưng cá sấu này thì lại năm chân. Thì năm chân, cá sấu này có năm chân nha các bạn, các bạn nên chú ý. Thì năm chân ở đây là nghĩa đen là thế nào? Nghĩa đen là ông cá sấu có năm chân. Vào thời kỳ cuối cùng, gần của thời kỳ mạt pháp, thì ông Năm Chèo sẽ nổi dậy và sát phạt những người hung, những người không biết tu hành, những người không biết tu niệm, những người hay gây ra sự oán thù, những người sát sanh, những người tà dâm, những người không tuân thủ theo giới luật mà sống một cách là bất cần, gây sự đau thương cho nhân loại, đau thương cho chúng sanh, cho mọi người, thì ông Năm Chèo sẽ sát phạt cũng như là muôn thú khác. Còn những người tu niệm thì thú ấy cúi đầu, kẻ không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Đó là nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng thì Năm Chèo tượng trưng cho ngũ giới của nhà Phật. Thứ nhất, không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư, không uống rượu. Thứ năm, không nói dối. Năm Chèo, nghĩa bóng thì có nghĩa là như vậy. Và nghĩa đen thì mình cũng đã chia sẻ các bạn rồi. Thì các bạn có thể suy nghĩ về trong con đường hành đạo, cũng như là trong cái con đường sự tu tập của mình, có thật sự là đúng hay chưa? Có thật sự là giữ chọn năm cái giới cấm của nhà Phật hay không? Năm cái giới cấm này là hành trang để giúp ta tiếp bước trên con đường tu hành giải thoát, là hành trang giúp cho chúng ta, giúp cho đại nguyện chúng ta thật sự vững chắc. Và những lời của Đức Thầy, những lời dặn dò của Đức Thầy làm cho chúng ta tuyệt nhiên tin tưởng, không nghi hoặc, không kiến hoặc, noi theo chân lý của Đức Thầy mà hành đạo, thì chúng ta ngày đó sẽ không xa, chúng ta sẽ đạt được cái sự vi diệu thẳm thâm. Thời này thì thời kỳ mạt pháp cùng cơ, tất cả những chuyện gì kỳ lạ đều có thể diễn ra. Chúng ta là những người con Phật, con Thầy, đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Đức Thầy, thì hãy dùng chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, tâm bát chánh đạo để cho chúng ta nhận định sự vật hiện tượng mà chúng ta hành trì. Chứ không, chúng ta không thể nghe được những lời nói chín người thì 10 ý, mà 10 người thì lại 12 ý, mà cái ý của mình thì nó không có trùng với ý người nào khác, đôi khi nó lại thêm vài ý nữa là 13, 15 ý. Chúng ta không có niềm tin,
Thầy từng dạy chúng ta cây ngã và cây nghiêng về hướng nào thì khi mà đốn nó sẽ ngã về cái hướng đó. Bây giờ chúng ta nghiêng về thầy, nghiêng về Phật, nghiêng về tổ, thì sau này đương nhiên chúng ta sẽ thoát cái xác này. Chúng ta thứ nhất tùy theo hạnh nguyện, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, thưởng công niệm Phật rất an lành. Hoặc là chúng ta muốn dự đại hội long hoa của Đức Phật Di Lạc thì cứ tinh tấn, tinh tấn mà tiến tới, không thối lui, chuyên làm những việc phước thành, phước lành, giúp đỡ xã hội, làm từ thiện, làm cầu đường. Ai nói gì nói, mặc ai nói gì nói, mình làm thì mình cứ làm, thêm chân lý thì cứ làm, an vui, hạnh phúc, bố thí mà không cần người khác phải trả lại mình, đó mới là chân như, đó mới sinh ra được cái âm đức. Các bạn đừng nên là, hiện tại thì mình thấy á, rất là nhiều người trong thời đại này mắc cái sai lầm, đó chính là bố thí. Bố thí rồi hoặc là cho cái gì đó, các bạn đi quay phim, các bạn đi chụp hình, các bạn đứng lên đó, các bạn đưa, thật sự là nhìn thấy các bạn như đó người ta mới biết bạn bố thí sao. Không cần phải như vậy, mình cứ làm bằng cái tâm chân thật của mình, cho cái người đó đi, không cần chụp hình, không cần quay phim, âm thầm lặng lẽ, càng âm thầm lặng lẽ thì càng tốt. Có đôi khi mình không cần người ta thấy mình thì càng tốt nữa. Đừng âm thanh, đừng sắc tướng, các bạn nên nhớ điều này. Tại vì hình, những hình sắc thì giúp mình á, nó không giúp mình được gì hết, mà nó còn mang cho mình cái sự níu kéo, cái sự đọa lạc. Tu hành phải tuyệt nhiên bỏ những cái mặt đó, không cần người khác phải trả lại mình, hoặc là không cần mà hôm nay mình đi từ thiện cái này, mình cần phải được quay phim, mình cần phải được lên ảnh, mình cần phải đăng Zalo, lên Facebook, không cần những chuyện đó các bạn. Cần là cần cái sự hạnh phúc cái người nhận, và mình thấy an lạc của người cho, chứ không phải là mình cho lên mình lấy tiếng tâm, lấy hình thức, lấy danh lợi. Điều này đi trái với chân lý của Đức Thầy, trái với chân lý của Phật, thì mình sẽ không sinh được cái âm đức nha các bạn. Mô Phật, ngày hôm nay thì có một nhân duyên nên chia sẻ với các bạn về cái ngày lời dặn dò của Đức Thầy về ông Năm Chèo. Cũng hy vọng các bạn gần xa nghe được cái clip này, phát được cái tính tâm và vững tin hơn, không nghe lời những người nào khác nói để mình sinh cái nghi hoặc, mình sinh cái kiến hoặc, mà mình theo cái chân lý của tổ thầy mà hành đạo. Trong thời buổi cùng cơ mạt pháp này rồi, không còn điều gì che giấu nữa hết. Hôm nay thì vô danh cũng mạo muội làm cái clip này chia sẻ lên, hy vọng các bạn hãy thật sự tu tâm, chứ không mà có tu tướng nữa. Đi đứng nằm ngồi niệm Phật tâm, làm từ thiện, bố thí, giúp đời, phóng sanh bằng cái tâm chân thật, để sau này các bạn hưởng được sự chân thật. Còn ai mà tu theo hình sắc, tu theo tướng thì sẽ tùy duyên nghiệp để mà phân định. Thì hôm nay mình có bấy nhiêu để chia sẻ chân thành với các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật.